Con dơi phải không? Ôi, chưa đúng rồi. Con bướm phải không? Đúng rồi. Con bướm. Con bướm tiếng Anh là gì? Con bướm tiếng Anh là butterfly. 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 Video về con bướm đến đây là hết rồi. Video các con vật khác cô để ở phần mô tả nhé. Bye bye.